Kim Ngân từng là một ca sĩ rất nổi tiếng, đắt show tại hải ngoại vào thập niên 80. Cô sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, nóng bỏng cùng phong cách trình diện bốc lửa, quyến rũ, khiến bao người phải si mê. Bản thân cô cũng từng lấy chồng và có hai con gái. Tuy nhiên, danh tiếng đã khiến Kim Ngân sa ngã và liên tục gặp nhiều biến cố đổ vỡ trong sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân. Cô lao vào nghiện ngập, gặp sang chấn tâm lý dẫn đến hóa điên. Hiện tại Kim Ngân không nhà cửa, chỉ đi lang thang khắp nơi và sống nhờ vào tình thương của anh em đồng nghiệp, ai cho gì ăn nấy. Nguyên nhân Kim Ngân hóa điên là dấu hỏi lớn với công chúng. Vừa qua, danh hài Thúy Nga đã livestream cuộc gọi của cô với dì của Kim Ngân tại Việt Nam. Người dì này đã hé lộ nhiều tình tiết vô cùng đau xót về Kim Ngân. Theo đó, Kim Ngân bỏ nhà đi lang thang vì phải chịu cú sốc ly dị chồng và hai con gái đi theo bố. Dì Kim Ngân nói, mẹ của Kim Ngân sinh nó khi mới có 15-16 tuổi, rồi chị ấy có đến 3-4 đời chồng. Đời chồng cuối cùng của chị ấy là một người Mỹ gốc Hồng Kông. Chị ấy sang Hồng Kông sống chừng chục năm rồi về Việt Nam ở thêm mấy chục năm, sau đó mới về lại Mỹ. Chị ấy bảo muốn về Mỹ để lo cho Kim Ngân và mới về được vài ba năm nay. Kim Ngân trước đây xinh lắm, có cả chồng và hai đứa con. Chồng của nó với nghệ sĩ bên hải ngoại đều biết hết, tên là Bách. Nhưng vì Kim Ngân khó tính quá nên vợ chồng nó ly dị. Sau khi ly dị chồng, một mình nó phải nuôi hai đứa con gái. Không biết vì sao mà hai đứa con gái bỏ Kim Ngân về ở với ba chúng. Tôi nghĩ cú sốc này nên Kim Ngân nó buồn quá hóa bệnh. Tôi không biết rõ vì sao hai đứa con lại bỏ Kim Ngân đi, chỉ biết Kim Ngân cũng nuôi hai đứa nó lên lớn. Sau này bà ngoại của Kim Ngân có về Việt Nam và bảo tôi, Kim Ngân nó khó tính khó nết, đến hai đứa con nó cũng không ưa rồi bỏ về ở với cha nó. Tôi chỉ nghe đến thế thôi, không nắm rõ chi tiết. Khi đi lang thang, Kim Ngân tiếp tục trải qua nhiều cú sốc khác dẫn đến hóa điên. Trong đó, cú sốc lớn nhất là bị hãm hiếp và lấy mất con. Dì Kim Ngân kể lại, chắc mọi người không biết, nhưng Kim Ngân còn có một đứa con trai nữa. Vì trong lúc đi lang thang nó bị người ta cưỡng hiếp, nó đẻ luôn khi đi lang thang, rồi nghe nói người ta lấy đem đi đâu nuôi rồi. Chính việc đó đã khiến Kim Ngân bị chấn động tâm lý. Bây giờ nó rất sợ đàn ông, bình thường rất hiền lành, nhưng chỉ cần có người đàn ông nào lại gần là sù lông lên chửi. Kim Ngân ngày xưa xinh lắm, nên nhiều người thích, nó còn học nha khoa, đúng nghề là làm răng đấy. Rõ ràng, hoàn cảnh khiến nó biến thành như bây giờ. Cú sốc lớn nhất với nó là khi bị lấy đi đứa con trai. Tôi mong Thúy Nga đưa Kim Ngân vào chùa ở cho tâm nó an lành. Chúng tôi tuy là người nhà nhưng không thể gặp được Kim Ngân và cũng ở xa quá. Thúy Nga có cái duyên với Kim Ngân nên mong Thúy Nga giúp đỡ nó.